Lê phủ nhận hẹn hò Hà Thanh Xuân, tất cả chỉ là chiêu trò. Nhiều lần sánh đôi bên nhau, nhiều lần nói lời mật ngọt, những tưởng Hà Thanh Xuân đã có bến đỗ mới bên Quang Lê sau đổ vỡ với vua cá coi. Vậy mà giờ đây, giọng K7X lại mạnh mẽ tuyên bố tất cả chỉ là ảo mộng, là lời đồn thổi. Lời đồn này ở đâu mà ra? Phải chăng tất cả chỉ là tiểu phẩm, là chiêu trò Quang Lê Hà Thanh Xuân tạo ra? Suốt thời gian dài qua, netizen không khỏi xôn xao trước loạt khoảnh khắc Quang Lê, Hà Thanh Xuân sánh đôi bên nhau. Họ thậm chí còn tương tác vô cùng vui vẻ, khiến ai nấy đều tin rằng đích thị chàng và nàng đã có gì đó trên mức tình bạn với nhau. Tuy nhiên là người trong cuộc, họ lại từ chối, rồi lại bên nhau, rồi lại phủ nhận khiến cộng đồng mạng muốn chóng mặt, chẳng thể định nghĩa mối quan hệ thực sự của họ là gì. Đến mới đây, sự thật như dần sáng tỏ khi Quang Lê có buổi gặp gỡ nữ danh hài Thúy Nga. Theo đó, đến thăm người bạn thân, thay vì vui mừng chào đón Quang Lê, Thúy Nga lại giận lẫy mà nói: "Thôi anh đi về với Hà Thanh Xuân đi, dạo này tôi thấy anh với Hà Thanh Xuân tình cảm quá. Tôi biết mà đã đi với Hà Thanh Xuân thì đi luôn đi, đừng về với tôi, đừng gặp tôi nữa. Tôi buồn quá, bây giờ Quang Lê phụ tôi về với Hà Thanh Xuân rồi." Quang Lê sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phân trần rằng: "Hà Thanh Xuân chỉ là ảo mộng thôi, chuyện giữa tôi và Hà Thanh Xuân chỉ là đồn thổi. Tôi mới đi Việt Nam về và Thúy Nga là người đầu tiên tôi gặp. Nhà Thúy Nga là nhà đầu tiên tôi ghé thăm khi về Mỹ vì hai chúng tôi ở gần bên nhau. Tình yêu đi qua bao tử, đó là lý do vì sao tôi yêu Thúy Nga." Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Như vậy có thể thấy, Quang Lê một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa mình và Hà Thanh Xuân chỉ là tin đồn. Anh không ngần ngại công khai tình cảm đặc biệt dành cho Thúy Nga khi cho biết nhà nữ diễn viên chính là nơi đầu tiên anh ghé thăm khi về Mỹ. Trước diễn biến mới này, tranh cãi đã nổ ra. Người cho rằng nghệ sĩ trêu đùa nhau như vậy là bình thường, cả mối quan hệ giữa Hà Thanh Xuân, Quang Lê cũng là bạn bè thân thiết mà thôi. Số ngược lại tỏ ra bất bình, cho rằng Hà Thanh Xuân, Quang Lê đang dùng chiêu trò thu hút sự chú ý của dư luận. Họ thậm chí còn đưa dẫn chứng về những màn tương tác khó hiểu để chứng minh rằng họ chẳng có gì với nhau ngoài một tình bạn trong sáng. Nào là video cả hai đi sự kiện nhưng diện đồ như tổ chức đính hôn. Thậm chí, Quang Lê còn dành nhiều lời đường mật cho Hà Thanh Xuân về những chủ đề hẹn hò, đính hôn. Hay như một clip có dòng cáp, Quang Lê đưa Hà Thanh Xuân đi phố Nguyễn Huệ, công khai hẹn hò. Quang Lê còn thoải mái bày tỏ tình cảm của mình với Hà Thanh Xuân như sau: "Không gặp nhớ Xuân quá, từ ngày quen em, anh mới biết nên mặc theo ý của em. Em rất là xinh đẹp, người ta nói mưa dầm thấm lâu đó. Ngày xưa biết Xuân thoáng qua thôi, nhưng từ khi hát chung, đứng kế bên nhìn miệng thấy có cảm xúc đấy. Khi anh hát với em gợi cảm xúc khác khi hát với một người bạn." Một lần nọ đi Hawaii, bản thân Hà Thanh Xuân đã đăng tải video có những màn tương tác tình bể bình luôn nha. Nào là Quang Lê muốn cài bông hoa màu tím cho Hà Thanh Xuân, trong khi đó sao nữ đã lựa quần áo cho Quang Lê rồi cả hai ôm nhau vô cùng tình tứ. Khi có người hỏi, hai vợ chồng đi đâu vậy? Quang Lê liền giải thích, hai vợ chồng chưa cưới. Xuyên suốt clip có thể thấy Quang Lê luôn dành sự quan tâm đến nữ ca sĩ. Thậm chí anh còn thừa nhận bản thân lúc nào cũng yêu Hà Thanh Xuân. Nói đến chuyện giảm cân của Quang Lê, Hà Thanh Xuân còn hờn trách anh hứa hẹn mà chẳng làm được. Thế rồi Quang Lê gợi ý chuyện ở chung nhà với tình cũ của vua cá coi. Hai đứa mình nên suy nghĩ phương án ở chung với nhau. Hết tương tác như những cặp đôi yêu nhau thật sự, cả hai thậm chí còn bàn tới chuyện có con nữa nha. Trong một clip, cả hai đi dạo cùng nhau. Thế rồi Quang Lê bất ngờ nói, mai mốt mình có con, mình sẽ đặt chữ Hà. Hà Thanh Xuân sau đó hỏi lại, mai mốt mình có con hả anh, con anh hay con em? Quang Lê lúc này nhanh chóng hồi đáp, con của hai đứa mình, và rồi cả hai cùng cười lớn vang trời. Tất cả những hình này đều khiến khán giả tin rằng họ đang thể hiện cho cả thế giới biết mình yêu nhau thế nào. Nhưng không, diễn biến lại chẳng hề như vậy. Đó là lý do một bộ phận khán giả bày tỏ sự khó chịu bởi yêu, không yêu là chuyện của người trong cuộc, song là người nổi tiếng. Việc trưng trổ những thứ thấy vậy mà không phải vậy, rõ ràng là điều gì đó khiến người ta phải lấn cấn. Trước đó, Quang Lê là Quang Lê, Hà Thanh Xuân là Hà Thanh Xuân, khi sắp lại đồng nghĩa với fan của họ hòa vào một. Chưa kể hiệu ứng từ ồn ào đám cưới với vua cá coi Thắng Ngô, người vốn dĩ từng bị lên án, càng khiến Quang Lê trở thành ngư ông đắc lợi nếu ở bên Hà Thanh Xuân dù là danh nghĩa gì. Còn với Hà Thanh Xuân, một giọng ca hải ngoại vốn chịu điều tiếng khi ở bên vua cá coi, giờ đây cũng được quan tâm và so sánh nhiều hơn khi ở bên Quang Lê. Qua những dẫn chứng này có thể đi đến một kết luận chưa có phần chắc chắn rằng cặp đôi đang chơi một ván cờ truyền thông. Vậy thì ván cờ này thắng hay thua, mời mọi người cùng ra lời dự đoán với Ibis nha.